Thưa quý vị, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyến sông Bồ liên tục bị sạt lở trong thời gian qua. Và mới đây nhất là sau mùa mưa bão năm nay, nhiều đoạn trên tuyến sông Bồ đã bị sạt lở rất là nghiêm trọng, có nơi bị ăn sâu vào gần 20 mét. Trước thực trạng này, thì tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương xây dựng kè chống sói lở để đảm bảo cuộc sống cho người dân ở địa phương. Đây là điểm sạt lở mới nhất trên sông Bồ, đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, với chiều dài gần 700 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét. Trên sông Bồ hiện nay có khoảng 15 km bị sạt lở như thế này. Nhiều đoạn sạt lở sâu tạo nên những hố lớn rất nguy hiểm cho người dân ở địa phương. Ở cái nhà này là khi thế ở sạt đây, nó chưa lở vô sạt rồi, họ buộc họ phải di dời thôi. Đó, rồi là quay còn tiếp tục là sờ mấy cái nhà đây nữa, cho rất rất khổ. Một lần mưa bão là huy động đáy đi hết. Để biện pháp lâu dài ổn định cuộc sống của bà con, thì chính quyền địa phương Phương vẫn đề nghị cấp quản thống quyền là đầu tư cái kè để cho bà con được có cuộc sống ổn định và lâu dài. Có nhiều đoạn sạt lở đã lấn chiếm gần hết đất vườn và vào sát nhà dân, chỉ cách tầm khoảng từ 5 đến 10 mét. Người dân đã khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, nếu không có kè kiên cố, thì những ngôi nhà này cũng sẽ bị cuốn trôi. Thưa quý vị, trước đây thì vườn của bà con ra đến tầng phía ngoài như thế này. Nhưng đến bây giờ thì như quý vị đang thấy, toàn bộ ruộng vườn và nhà cửa của người dân sống dọc sông Bồ thì đã bị cuốn trôi tất cả. Trước thực trạng tuyến sông Bồ ngày càng bị sạt lở mạnh, trung bình mỗi năm vào đất liền từ 10 đến 20 mét, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang khẩn trương xây kè chống sói lở những đoạn sung yếu nhất với chiều dài khoảng 230 mét. Đây là những đoạn sông bị sạt lở gần chợ, gần cầu và khu vực đông dân cư nên ưu tiên khắc phục trước. Hiện tại năm nay là đang làm cái đoạn sung yếu này khoảng 230 mét để xả an toàn để mà chống sạt lở ảnh hưởng cho cả cái cơ sở hạ tầng đường xá rồi đất đai nhà cửa của người dân. Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây được 2,3 km kè chống sói lở trên sông Bồ và vẫn còn khoảng 7 km bờ sông nữa bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù đã được phê duyệt đầu tư nhưng đang thiếu nguồn vốn để xử lý. Chính vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong muốn có nguồn vốn kịp thời để khắc phục sạt lở, giúp người dân sống dọc tuyến sông yên tâm và ổn định cuộc sống.